10 câu nói giúp bạn vực dậy tinh thần. 6. Ngày hôm qua có đẹp đẽ thế nào cũng không quay về được nữa. Ngày mai, dù khó khăn đến mấy, cũng phải can đảm bước đi. 7. Với người khác là mưa giông sấm sét, với chúng ta là nắng ấm chan hòa. Giữ tâm bình thản, chuyện lớn đến mấy rồi cũng sẽ qua. 8. Ngọn cỏ không chạm được vào mây, nhưng cỏ không vì vậy mà ngừng vươn lên thẳng tắp. Có những giới hạn mà người thường không thể vượt qua, nhưng đó không phải lý do để chúng ta ngừng nỗ lực. 9. Như những ngôi sao cần đủ bóng tối để xuất hiện, hạnh phúc cũng cần đủ nỗi đau để thành hình. 10. Kết quả cũng chỉ là một phần của quá trình. Hãy cứ cố gắng dù nhất thời chưa được đền đáp. Ý nghĩa của sự nỗ lực bao giờ cũng quan trọng hơn kết quả.